hiện tại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM R-30 Pulava hiện đang nằm trong bộ 3 vũ khí răn đe chiến lược của Hải quân Nga. Được trang bị trên các tàu ngầm hạt nhân lớp Borei, Pulava là sản phẩm do Viện Công nghệ Nhiệt Moscow chịu trách nhiệm thiết kế. Tên lửa Pulava là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, có 3 tầng, chiều dài tên lửa 12,1 m, đường kính tên lửa 2 m, trọng lượng nặng 36,8 tấn và tầm bắn lên tới 8.000 km. Sự kết hợp giữa hai tầng đẩy nhiên liệu rắn với một tầng đẩy nhiên liệu lỏng giúp Pulava có thời gian tăng tốc trong khí quyển rất ngắn. Cùng với đó, tên lửa dùng quỹ đạo bay thấp hơn đáng kể so với các dòng ICBM truyền thống, khiến việc phát hiện, theo dõi tên lửa để đánh chặn là rất khó khăn. Pulava được thiết kế để phóng dưới mặt nước và dưới các lớp băng vùng cực, tạo ra yếu tố bất ngờ trong các đòn tấn công hủy diệt. Đầu đạn của tên lửa Pulava là loại phân hướng MIRV, có khả năng cơ động quỹ đạo sau khi hồi quyển. Việc theo dõi các đầu đạn có khả năng thay đổi quỹ đạo với vận tốc bay vũ trụ cấp 1 tương đương Mach 20 như loại trang bị trên Pulava là gần như không thể. Về cơ bản, Pulava là thiết kế tên lửa chiến lược mới do Nga tự thực hiện sau khi Liên Xô tan rã. Chính vì thế, quá trình phát triển tên lửa phải vượt qua hàng loạt khó khăn kỹ thuật cũng như đồng bộ quy trình sản xuất trong nước. Sau ít nhất 9 lần phóng thử, trong đó có nhiều lần phóng thử thất bại, Pulava mới được chấp nhận vào trang bị cùng với tàu ngầm lớp Borei. Giới chuyên gia quân sự đánh giá, một tàu ngầm lớp Borei duy nhất có thể phóng tất cả các tên lửa của nó trong một phút, giải phóng sức mạnh hủy diệt gấp 640 lần bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Với sức mạnh đáng gờm của mình, tên lửa Pulava đang là vũ khí chiến lược đảm bảo cho khả năng răn đe và phủ đầu hạt nhân của Nga trong nhiều thập niên tới.